mà. Được không? Đây này, mẹ chỉ lại một lần nữa, con làm lại cho bố xem. Mấy chấm đây? Không học nữa. Không học nữa, xong. Không học nữa rồi. Rồi, đếm số. Khổ thiệt á. Đếm bảng số. Ok. Nào, chỉ cho bố xem. Mẹ đi ăn cơm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, làm lại số mấy đây? Số 1. Số mấy đây? Số 3. Số mấy đây? Số 5. Giỏi quá, số mấy? Số 7. Số 4. Số 8. Số 2. Số 9. Số 10. Số 2. À, số 2, đứng trước số 2 là số 1 thì đây là số 12. Số 12. Đây là số? Số 11. Giỏi quá. Đây là số 1, đây là 11, đây là số 2 thì đây là số? Số 12. 12. Đây là số 13. Đây là số 3. Số. Đây là số? Số 4. Còn đây là số? Số 14. 14. À, bây giờ mình đếm nha. 11. Mình học hàng thứ hai nha. 11, 12, 13, 14. Đếm tiếp bỏ chân xuống. 14, 15. 14. Ê, đếm lại. 11. 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đây là số mấy đây? Số 5. Đây là số mấy đây? Số 2. Đây là số mấy? Số 9. Số 7. Số 0. À, giỏi quá. Em tìm cho mẹ số 5 đâu? Số 5. Số 5 đây. Giỏi quá. Số 8 đâu? Số 8. Số 8. Số 8. Không biết số 8 đâu rồi. Số 8 đâu? Con tìm xem đây có phải số 8 không? Không. Đây phải số 8 không? Không. Đây có phải số 8 không? Dạ phải ạ. Số 10 đâu? Số 10. Không có. Số 10 không có. Rồi tìm trong này cho mẹ xem số 10 đâu. Số 10 đây. Xong. Đã học xong bài. Rồi. Chơi mấy game. Không có mấy game mấy ghét gì hết. Thứ 7 mới được chơi. Đây mẹ cắt đi.